đăng ảnh thú cưng lên mạng, Elon Musk khiến giá coin tăng 1.000%. Trong khoảng một năm trở lại đây, Elon Musk đã nhận phải nhiều chỉ trích khi thường xuyên có những động thái bơm giá do coin cũng như một số loại tiền điện tử khác. Trên các nền tảng mạng xã hội, vị tỷ phú liên tục đăng tải các thông tin liên quan nhiều loại tiền điện tử khác nhau, thậm chí là ảnh chế về chúng, gây ra nhiều biến động lớn cho thị trường này. Mới đây, vào ngày 13 tháng 9, Musk tiếp tục đăng tải hình ảnh một chú chó đang nằm ngủ trên sàn, cùng với đó là dòng tơ WitLocky đã đến. Ngay lập tức, giá trị của đồng tiền điện tử Hiba Loki đã tăng vọt chỉ trong 24 giờ. Cụ thể, theo thống kê từ CoinMarketCap, giá của đồng Hiba Loki đã tăng gần 1.000%, lên mức 0.000000534 USD cho mỗi đồng sau khi Musk đăng tải dòng tơ tweet trên. Đồng Hiba Loki hiện được xem là hậu duệ của Dogecoin, đồng tiền điện tử từng được Musk liên tục nhắc tới trong suốt khoảng thời gian qua. Bên cạnh đó, hai đồng tiền điện tử khác là Loki INU và Loki Hiba cũng lần lượt tăng giá tới 60% và 25%. Số lượng giao dịch các đồng Loki cũng tăng 250% sau dòng tơ tweet của vị tỷ phú. Đây không phải lần đầu tiên những bài đăng trên Twitter của Elon Musk khiến cho giá trị các đồng tiền điện tử liên quan đến chó Hiba Inu hay Loki tăng vọt. Trước đó, vị tỷ phú từng khiến các loại tiền số này tăng giá khi đặt tên cho chó cưng của mình là Loki.